Tuốt lá là một trong những khâu quan trọng nhất, quyết định thời điểm ra hoa của cây đào. Tùy vào từng loại đào, mỗi chủ vườn sẽ xuống lá cho đào vào những thời điểm riêng. Phụ thuộc vào cái từng giống đào một. Có giống đào thì dài ngày thì khoảng 60 ngày. Thế có giống đào thì là 50 ngày. Cái đào phai của tôi mọi năm thời tiết thì khác năm nay thì có thể lùi lại 50 ngày nữa mới vẽ. Nhưng mà năm nay để vào hoa đào vào đúng Tết ấy, thì theo cái suy đoán của chúng tôi về thời tiết thì chúng tôi có vẽ trước 10 ngày. Tuốt lá đào là kinh nghiệm từ hàng chục năm nay của người dân, mục đích kích thích cây ra hoa. Khi lá bị tuốt, toàn bộ dinh dưỡng của cây sẽ không nuôi lá nữa mà chuyển sang nuôi búp. Từ đó cây nở hoa đúng thời điểm các chủ vườn căn chỉnh. Tuốt lá ngoài việc tuốt đúng kỹ thuật, quan trọng nhất vẫn là phải trông thời tiết để tuốt cho đúng thời điểm. Gần Tết ấy, rét quá thì cái đụ hoa nó đang vẽ muộn quá, nó đang chuẩn bị lở thì nó rét quá thì nó lại ngâm lại, nó tự dưng nó đen lại đấy, thì nó nở ít. Cho nên là bây giờ nếu phải chuẩn nó cho vậy, bây giờ vẽ dần những cái cành dài này, còn những cái cành ngắn này thì tầm 10 dặm âm lịch. Trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm trồng đào cảnh, cùng với những tính toán kỹ lưỡng, hoa sẽ nở đúng dịp, người dân sẽ có vụ đào thành công.